Hello, chào các bạn. Hello. Hôm nay Thu Mạch và chú của Thu Mạch có ghé nhà chị Mỹ và chồng cho chị Mỹ một số cây ăn trái ở vùng nào vậy? Ở vùng Kinh Phạt. Kinh Phạt. Và chồng cho chị Mỹ một số cây ăn trái ở ở nhà. Và Thu Mạch cũng đang đào lỗ và bây giờ Thu Mạch và chú sẽ chia sẻ với các bạn cách mình trồng cái cây xuống ở vùng đất sét mà để làm như thế nào mà không bị úng rễ và cây phát triển mạnh. Đó, đây là những cái cây tropical của nơi xứ nóng rồi các bạn, mà mình trồng quanh xứ lạnh. Đó, thì cũng đòi hỏi một cái thời gian dài để cây nó mới phát triển. Rồi, bắt đầu làm đi. Ê, thôi giờ bắt đầu làm ha. Ý là bây giờ hiện tại bây giờ là có cần ngay cái chỗ đó không? 1, 2 cần á, từ đầu ở chỗ này nè. Bây giờ nè. Bỏ cái này đi ha. Cho nó gọn cái phía bên này đi rồi mình làm đi. Khỏi mất thời gian, rồi khi nữa mình rảnh á mình sẽ làm cái đó, mình dỡ nó ra. Thấy à? Cắt cái phía đó đi. Cái nào dài dài á thì mình cắt giùm thôi, rồi để nữa mình xử lý cái gốc mình dỡ nó lên cho. Hả? Có. À, bây giờ nói chung mình cũng đào cho chị Thanh. Hello các bạn. Bây giờ cũng xuống đào cho chị Mỹ 6 cái học, 6 cái lỗ đây. Để trồng 6 cây ăn trái đây. Bây giờ mình đang set up mình đào đó các bạn. Đào mấy cái lỗ đó. Cho chị có chỗ chỉ trồng cây. Khoái trồng cây ăn trái đó các bạn. Đất đây toàn đất sét không? Đất đá không? Cứng lắm. Đất thì mình cũng vẫn trồng cái potimix như cũ, hồi đó giờ Thomas nó cũng hay sử dụng cái loại potimix này nha các bạn. Nha. Và đồng thời á những cái đất mà ở bên mình có nhiều cái chỗ mà nó gọi là đất sét á, mà muốn biết đất sét hay không các bạn đào lên mà đổ nước mà nó không có rút á thì nó ứ nước, thì nếu mà mình trồng cây xuống nó sẽ chết, nhất là cái cây hồng giòn mà nó nước không rút là cây hồng giòn của các bạn sẽ chết ngay. Cho nên mình cũng có cái biện pháp mình khắc phục nó. Một là mình trồng, mình đào lỗ sâu, mình trồng cho nó lên cao, chắc là trồng nổi. Nhưng mà ở đây á thì Thomas đã đào cái lỗ cũng khá sâu rồi đó. Nhưng hôm nay mình sẽ sử dụng cái cát này nha các bạn, đưa cái cát này lên. Một cái hàng xeo á chứ. Ừ. Đây là clay, là có nghĩa là đất sét đó các bạn ha. Cái này nó sẽ giúp cho khi mà cái cát này vô á, cái potimix này mà khi mà nó phân hủy á, nó làm cho cái đất của potimix nó không dẻ lại được, nó không dẻ được, cho nên nó vẫn bờ rời cái này, nước nó sẽ thoát được. Mục đích của cái cát này, và cái cát này nó đặc biệt lắm, không
các bạn có thể dùng cái cát ở ngoài biển nhưng mà phải về phải ngâm xả nước rồi phơi cho nó sạch. Còn cái cát này là trong bao bao nhiêu một bao vậy? Dạ 11 đồng bao nhưng mà nó sale khoảng 8 đồng à. Mình kiếm cái bao mà nó bị rách đó các bạn à, mình sẽ mua thì nó dạ đỡ cái tiền mình chút xíu à, mình sẽ trộn vô cái này thì bảo đảm là cái mình trồng xuống những cái hố mà như thế này á, nó bị đất sét là an toàn nhất nha. Để mình trộn đều lên. Các bạn lưu ý em mua cái loại này nha. À, trộn chỉ cái tỷ lệ trộn như thế này. Cái này á mình ví dụ như là 1/3 thôi. 1/3 của cái bao một bao này á là một bao này 15 kg thì các bạn xài cỡ 5 kg. Ừ. Đó, nó có cho một bao đất ha. Một bao 50 lít. Cát này nó đã xử lý rồi nha các bạn. Cát này là để dục mục đích của ở công ty người ta đã làm để cho mình trồng, cho nên mình không cần phải về mình xử lý nó lại. Nếu mà mình mua được những cái bao mà nó rách á thì có 8 đồng thì nó rất là rẻ ha các bạn. 15 đồng bao nguyên phải không? Dạ 11 đồng. 11 đồng hả? Cũng được, cũng rẻ. Thấy bây giờ mình đi ra ngoài mình biển mình chở cát về rồi mình xả nước rồi mình phơi cho nó khô, nó cực khổ quá. Thôi mình mua đại bao có mấy bạc làm cho nó gọn, nó gọn và lẹ. Đó. Thế này thì nó không có dễ lại. Tại cái pot thì mít này á, sau một thời gian mình xài á, nó sẽ thành mùng đó các bạn, là đất mùng. Mà có cái cát này vô thì ok. Không nè. Ừ, cho chút xíu này vô để cho nó tạo thêm cái đạm thêm. Dạ, cái nào chú nói luôn. Ừ. Cái này là cái bistro tức là đậu cỏ các bạn. Cái đậu này là đậu các bạn nào có ăn cái đậu này nó ngọt lắm, ngọt. Cho nên là sau khi người ta thu hoạch rồi người ta đóng thành những cái bao như thế này nè. Mình sử dụng cái này mình thích hơn là cái bã mía các bạn. Cái bã mía thì nó giữ ẩm, chống thoát nước. Nhưng mà cái phi này nó cũng giữ ẩm và đồng thời nó tạo ra cái compost nhiều hơn. Cái này 100% organic nha. Cái giá cũng bằng nhau phải không? Bằng với, với cái mía phải không? Dạ, dạ. Thì tốt hơn mình xài cái này. Cái này để trên mặt cũng được, mà trộn chung cũng được. Ở cái nhà farm á, thì người ta, ta trồng cái đậu này xong xuôi sau đó thì bắt đầu họ có máy họ cào luôn, họ trộn vào đất. Này ít ít thôi, hồi đó mình để trên mặt đó, giữ nước lại. Tại mình không đâu có trồng chậu đâu, mình trồng trực tiếp dưới đất mà. Dạ. Này cái ít thôi. Ít thôi. Thì mình cũng bỏ thêm một chút ít phân trù. Phân trù này, phân trù nguyên luôn nha các bạn à, nó có một cái loại nhuyễn là nó đã làm cho nát ra rồi, còn cái này là nguyên luôn, những viên này nó còn nguyên luôn ở trên farm luôn á. Ồ, cái này hơi bị ướt hay chứ thật ra thì nó phân hủy khô luôn. Phân trù á thì nó tốt hơn phân bò, tại vì phân bò Úc nhiều khi họ nuôi bây giờ họ nuôi bò họ cho ăn những cái thực phẩm giống như là nó không được tự nhiên như giờ cỏ. Con bò nó ăn cỏ, bây giờ họ cho ăn đậu, ăn tùm lum tà la trơn. Nhưng mà con trù nó đâu ăn được cái đó các bạn. Nó phải ăn cỏ thôi. Nha. Cho nên cái phân trù á là organic, ủ phân cỏ mà ủ phân trù tốt. Organic 100% đó. Ừ. À, đây là cái hố mà thưa mệt thì chú cũng đào ha các bạn ha. Thì bây giờ mình cho một ít cát xuống nè. Cái cát xử lý đất sét dưới nè. Ít thôi, ít thôi. Dạ. Mình đã trộn vô. Ít thôi, không nữa. Rồi. Tiết kiệm lại. Rồi chị Mỹ cho em ít đầu cá xuống chị Mỹ. Rồi. Đó. Cho hết đó luôn chị. Đầu cá, đầu tôm nè các bạn có ra ngoài shop các bạn xin đó. Cho hết luôn ha. Dạ, cho hết đi. Ủa không? Cái này 21 á, nó tạo thành một cái môi trường cho trùng nó sống cái này, tốt tốt chứ lắm.
cho đất vô luôn các bạn ơi. Cái này trồng cây gì cái chỗ này vậy? Cây sơ ri. Một cây sơ ri trái dữ lắm ạ. Dạ, đi xuống cái lỗ chú giọt. Cho cây xe đi xuống chú. Ừ. Đây. Ba xô luôn á, ba xe luôn á chú ơi. Hai xe không nói rồi. Hả? Cái lỗ này tới ba xe. Đi nghiêng nha. Để đây cho nó lật ngang cái nó lù xuống. Để đây cho nó lấy đó. Ồ, cho lên cái thùng này luôn nghe, lên cái này luôn nghe. Trời. Lỗ nó ra. Chi vậy? Rồi ra được không? Được, để nó cho nằm xuống đi. Ok. Ủa cây này nó múc nó bự lắm nha. Cây bự dữ á. Cây này hồi đó không cắt nó bonsai nó nhỏ lại, bây giờ nó bự rồi. Rồi, bỏ ra luôn á. Rễ quá trời luôn rồi chú ơi. Chú ơi, phải đào sâu nó xuống rồi. Khi nào con xuống mấy cây non á, cây mới xuống á, con dạ, che dạ, cho dạ. Buổi sáng, buổi nắng thôi. Dạ, dạ, dạ. Rồi, đó, để vậy thôi. Rồi chưa, con gắn cái máy lên đi. Hả? Xây lại để nữa. Cho nó cái tàn nó xè qua bên đây không? Nữa ép ra, ép. Ép. Được chưa? Dạ. Được chưa? Xích ra phía này chút không chút. Đưa ra ngoài đi, ra ngoài cái này. Cái này nếu mà thích chơi á, không phải ép thành cái quạt luôn. Để con tí con làm cái quạt cho. Mua cái miếng sắt á. Rồi có rồi. Đóng cọc ép ra. Chú. Gì để được chưa hay xích ra ngoài này xíu. Xích ra ngoài để mình đó, đó gì được đó, đó. Rồi. À, cái cây này là cây sơ ri nha các bạn. Giờ cho nó xuống đây luôn. Chị Mỹ chứ khoái ăn chua. Kiếm con gái. Ừ. Cái bảo đảm vậy là không có chết nổi đâu, nó cao vậy mà sao chết nổi. Không, để thôi, được rồi. Tại vì mấy cái rễ này nó già hết rồi, nó không có bám ra đâu. Đúng rồi. Chị bỏ được, chim bỏ bớt luôn nữa, hiểu không? Trời, chị biết chị làm đi. Là... ngồi xuống làm đi, ngồi xuống làm. Đó, à, đó, chị đó. Giỏi mà. Nó chết mua cây mới. Hết tiền. Không, mình quá nhọc hỏi. Phải làm gì có thời gian là chị đuôi cứ làm được em. Giỏi quá trời, giỏi luôn mà. Dạ, nó già quá. À. Cây quýt này là quýt Emporia. Ừ. Dạ. Đúng rồi. Cái này tôi chưa mình đi Việt Nam nó tôi giống như miên luôn, đen á. Rồi, được rồi. Được không? Được chưa? Được rồi, ok. Được chưa? Cắt qua lấy kéo cắt luôn. Cắt chim sơ sơ đi. Kéo đây. Đây. Kéo chán quá. Còn gì nữa vậy? À. Cái này mình chiêm bớt kìa để cho nó. Rồi. Dịm nó đây nè, đứng đây dịm em. Chị à. Đứng vô trong này. Rồi. Dịm đi. Nó ngã, em đỡ cái xe vô. Quýt này mà nó sau một thời gian nó mong chờ nó được xuống nhà mới, chắc cho nó xích xuống một xíu. Bao nhiêu năm rồi đó, giờ nó đòi về nhà mới nè. Nó có cái chỗ này nó ở được, dở lên cho em đi, cho nó sâu xuống một xíu nè.
Rồi, nó xuống chị. Được chưa? Đó, okay. Bao nhiêu năm không trời? Xích ra ngoài này xíu. Bao nhiêu năm mong chờ đó. Giờ mình được về nhà mới ngon quá trời ngon rồi. Mình có chết thì mình đừng có thường thôi mệt nha. Ôi wow, trời ơi, chim rễ bớt à. Rễ quá trời. Rễ nó quá trời đúng rồi. Chim bớt. Rồi cho nó vô các bạn. Cũng dễ chim ha. Okay, không. Nút buồn lắm các bạn ơi. Ở Úc buồn lắm các bạn. Trồng cây vậy thôi chứ cũng không. Cuối tuần đi trồng cây. À, hello các bạn. Còn đây là cây hồng giòn ha. Bây giờ thu mạch cũng cho xuống luôn các bạn. Thì nói chung là cái hồng giòn nó cũng khó trồng. Thì mình đã đào cái lỗ thì cũng nãy các bạn cũng thấy rồi. Thì cái đào cái lỗ nó mới bự ra. Rồi nhưng mà bây giờ mình cũng qua cái lớp đất mà xử lý đất sét ở dưới đó thì nó sẽ không có ảnh hưởng gì mấy tới cái hồng giòn. Bây giờ thu mạch cũng cho xuống luôn. Nhưng mà cái hồng giòn thì nếu mà tại vì chủ nhà cũng đi chuẩn bị đi hồi đây á, mà cũng đang thời tiết cũng đang vào mùa thu rồi nên thu mạch có cho xuống chứ cây này xuống nó cũng dễ chết, là nhiều lúc không có đúng cái mùa đó các bạn, thì xuống gặp phân nóng rồi đất nóng nữa thì cũng đâm ra nó bị ảnh hưởng. Nên nhưng mà thu mạch cũng đã xử lý qua những cái phần đó rồi, nhưng mà bây giờ thu mạch sẽ cho xuống và vào mùa này thì, tại vì thu mạch có nói với chị chủ nhà là không có nên xuống mùa này mùa đông thì nó hợp lý hơn đó, nhưng mà chị chủ nhà cũng đi hồi đây là muốn làm trước cho nó đẹp á các bạn, nên thu mạch buộc lòng phải cho xuống thôi. Nhưng mà các bạn thì cũng nếu mà các bạn có trồng hồng giòn, các bạn nên nếu mà tốt thời điểm tốt nhất á thì các bạn cũng cho nên cho vào mùa rụng lá thì tốt nhất hơn hết các bạn nha. Rồi thu mạch cũng thử xuống mùa này. Nhưng mà nó sẽ thay lá vào cái mùa thu nên mình cũng đỡ xíu, đỡ lo. Chứ không thôi là nhiều lúc cây xuống cây đẹp rồi nó lại chết đó các bạn. Rễ ra hết rồi, đầy hết rồi.
Rồi giờ trồng tiếp cây bưởi năm rồi xuống cho chị luôn rồi bác ơi. Chủ nhà dễ thương. À, đây còn mạng lý các bạn ơi. Giờ mình cũng rút nó ra. Cái mạng lý này sống được ở Mây Bành nha các bạn. Thời tiết lạnh cỡ nào nó sống cũng được hết á. Nó chịu lạnh giỏi lắm á. Rễ nó đặc hết rồi các bạn. Chim rễ bớt. Ấy nó mạnh lắm. Nó vô các bạn. Kim thấy kim không? Quá trời. Cái cây mận lý này á, các bạn trồng được ở đây nha bạn. Nhiều nhà, rất là nhiều nhà trồng được thành công nha. Không có chết, mùa đông nó không có rụng lá các bạn.
Thu mạch cũng vừa trồng cho chị Mỹ nè, cây chanh nè các bạn. Đây là cây chanh ha. Cây chanh. Cây hồng giòn. Đó, trong chậu. Để cho nó xuống đất luôn. Đó, hồng giòn. Đấy, sau khi trồng xong ha. Đây là cây bưởi. Bưởi năm rồi. Cũng trồng xong cho chị rồi. Và bên đây là cây mận lý thì cũng trồng xuống đất cho chị rồi nè. Và bên đây là một cây quýt ha. Còn đây là cái cây seri mà thu mà chúng nó trồng xong rồi uống lên đã làm lên một cái vàng khung cho chị. Đó. Rồi, đây là xong 6 cây. Đó, nhìn đẹp rồi các bạn ha. Thu mạch cũng vừa trồng xong cho chị Mỹ 6 cây, một cây seri, một cây quýt, một cây mận lý, cây bưởi, cây hồng giòn và cây chanh. Thì nói chung là cũng sáng giờ làm cũng mệt đó các bạn ơi. Rồi thu mạch xin phép dừng clip ở đây ha. Hẹn các bạn ở trong những video tiếp theo ha. Bye bye, xin chào tất cả các bạn.